Chào các bạn, hẹn lại là Hiếu nè. Khi các bạn đi làm xa và các bạn ở quê á, có cái điều rất là ảnh hưởng các bạn làm như làm á, nó ảnh hưởng rất nhiều luôn. Nó không phải là công ty, không phải là Hiếu, không phải là lương, không phải là mọi thứ, mà nó là cái người mà các bạn xác định ở chung với mình á. Mình không nên nói, mình không nói chuyện về chồng ha, mình nên nói các bạn đồng nghiệp với nhau thôi. Mình sống xa quê lên đây có mấy anh em ở chung. Vậy thì tại sao mình nói là ảnh hưởng trực tiếp tới thu nhập của các bạn? Giả sử trường hợp bạn ở chung với cái người mà làm xuyên á, thì sáng các bạn thức đi làm, anh em động viên nhau đi làm thì nó sẽ có thu nhập tốt hơn. Còn không may mà bạn ở với các anh mà ngày nào cũng mệt hoặc là không ok á, thì cứ sáng các bạn chuẩn bị đi làm là người ta sẽ la ồ mệt quá, thôi nghỉ. Thì Hiếu chứng kiến rằng rất nhiều bạn trong quá trình làm việc bên Hiếu á, là cái mức thu nhập nó sẽ phụ thuộc vào theo nhóm. Ví dụ cái nhóm công nhân là ở xuyên, họ làm xuyên thì mức thu nhập cao chung cả. Và trong đó nếu có một bạn làm chưa ok thì bạn nó chắc chắn không ở được 2 tháng là họ sẽ tự động ra đi. Còn nếu mà vẫn có một cái nhóm mà cứ làm 2-3 ngày hứng lên nhậu rồi nghỉ làm, làm 2-3 ngày hứng lên nhậu rồi nghỉ làm. Cái đó thành ra là khi các bạn đi xa thì cái người ở chung phòng các bạn rất là quan trọng ha. Tại vì họ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái nguồn thu nhập của các bạn. Và chưa kể cái việc mà trong đó có một vài trường hợp mà họ có thể ăn cắp ăn trộm nữa. Nên sau này khi anh em một cái kinh nghiệm anh em đi làm xa quê mà nếu có ở trọ, anh em nên chọn kỹ người ở trọ chung mình ha. Và đặc biệt khi mà thà mít lòng trước đặng lòng sau, anh em không cho mượn xe nha. Để tháng rồi bên mình sẽ trường hợp anh em ở nhau, ở chung với nhau thì cái ông anh em hiền cũng cho thằng bạn mượn xe. Và kết quả thằng bạn nó lắm lắm lấy chiếc xe này đi khoảng tuần mà người ta quay về, nó lỡ là mất xe rồi và đi dọn trọ đi. Thì bây giờ thực sự ra mà nói mình đi làm xa quê mà mất chiếc xe cũng rất là buồn ha. Và nên mình chọn thà ở một mình vẫn tốt hơn là ở chung một tập thể mà người ta không chịu làm. Khi bạn ở chung với các bạn mà người ta không chịu làm á thì người ta ảnh hưởng tới mình về phần tư duy là suy nghĩ và hành động, mình rất là mệt. Nên mình xác định đã là xa quê rồi thì mình làm cho bản thân mình chứ không làm gì ai hết. Còn ví dụ mà người ta làm không làm là quyền người ta ha. Rồi chào cả nhà, chúc cả nhà nhiều sức khỏe.